Theo em thì đội em cũng là tân binh mới lên ở V-League sau khá là lâu mới quay trở lại môi trường V-League. Nên đội em cần phải có thời gian và kinh nghiệm nhiều hơn. Hà Nội là câu lạc bộ rất mạnh, bọn em cần phải học hỏi vì câu lạc bộ Hà Nội đã chơi ở V-League nhiều năm và họ đã nhiều lần vô địch. Em đã hình dung được trước đây khoảng sau trận đấu Thanh Hóa và em nghĩ trận đấu này rất hấp dẫn và mang đến những pha bóng đẹp cho người hâm mộ. Sau khi được tập trung thì em sẽ cố gắng hết mình thể hiện và cho các thầy trên đội tuyển nhìn thấy ạ.